trường trung học cơ sở trọng điểm Lê Hữu Trác, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, tiền thân là trường phổ thông năng khiếu Mỹ Văn, dạy các lớp chuyên về bồi dưỡng học sinh giỏi. Với bề dày thành tích trong gần 30 năm xây dựng và phát triển, nhà trường luôn dẫn đầu về chất lượng giáo dục, đặc biệt là chất lượng mũi nhọn học sinh giỏi, giáo viên giỏi của thị xã Mỹ Hào. Năm học 2021-2022 bắt đầu trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Với sự nỗ lực quyết tâm của ban giám hiệu cùng đội ngũ giáo viên, trường trung học cơ sở trọng điểm Lê Hữu Trác đã chủ động sáng tạo trong thực hiện các phương án dạy học, đảm bảo chất lượng dạy và học đạt kết quả cao nhất. Vinh dự, tự hào, ngôi trường được mang tên đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Những năm qua, nhà trường luôn chú trọng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu để mạnh phong trào học sinh tham gia nghiên cứu khoa học. Đã có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học của thầy trò nhà trường được ứng dụng vào thực tế, đem lại hiệu quả như đề tài xử lý ô nhiễm nước thải công nghiệp, khói bụi, nước thải sinh hoạt trong khu dân cư. Đối với học sinh Lê Hữu Trác, ngoài cái việc mà các em rất đam mê cái bộ môn nghiên cứu khoa học thực nghiệm thì các em còn có những các cái ý tưởng rất là rõ ràng về cái việc vận dụng các cái kiến thức được học vào cái cuộc sống thực tiễn, cũng xuất phát từ những các cái sự việc thực tiễn trong cuộc sống, ví dụ như là nguồn nước ô nhiễm, môi trường khí ô nhiễm tại cái khu vực mà các em ở, thì các em đã đề xuất cùng thầy cô nghiên cứu một số những các cái dự án, ví dụ như là giảm thiểu cái tình trạng nước thải ô nhiễm do chất thải chất hữu cơ còn thừa thải ra ngoài và các cái lượng kim loại nặng được xả thải từ các cái nhà máy xuống nguồn nước, và các em đã xây dựng và làm ra được một số những công trình nghiên cứu khoa học rất là có giá trị, và tôi nhận thấy rằng là đây là một trong những việc làm cực kỳ hữu ích và có tính khả thi và áp dụng rất tốt trong địa bàn Mỹ Hào nói riêng và khu vực Hưng Yên nói chung. Vượt lên những khó khăn do dịch bệnh COVID-19, năm học 2021-2022, trường trung học cơ sở trọng điểm Lê Hữu Trác có 95% học sinh đạt loại khá giỏi, có 10 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó có 3 giải nhất ở các môn ngữ văn, tiếng Anh, sinh học, và nhiều học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp thị xã, cấp tỉnh và quốc gia, các bộ môn thi trên mạng. Để học tập tốt môn ngữ văn thì đầu tiên em xây dựng cho mình một cái thời gian học tập và một chương trình học tập như ở của trên lớp. Nhưng quan trọng nhất là em phải chủ động tiếp thu kiến thức và dành tầm 30 phút đến 1 tiếng để tham khảo những tài liệu trên mạng, tích lũy cho mình những cái lập luận vấn đề và dẫn chứng thì em phải đọc khá là nhiều sách. Học online thì có rất là nhiều những cái bất cập bởi vì là thầy cô với cả các bạn học sinh đều không được gặp mặt trực tiếp nhau. Nhưng mà chúng cháu đã tạo ra nhóm học tập để cùng nhau trao đổi bài và có thể các thầy cô cũng ở trong đấy và hỗ trợ chúng em nữa, thế nên là thành tích học tập vẫn không bị ảnh hưởng. Với phương châm tạm dừng đến trường không dừng việc học, nhà trường duy trì tốt nền nếp dạy và học trực tuyến. Giáo viên nhà trường tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học. 100% các lớp học, các nhóm học sinh của nhà trường đều có nhóm Zalo để liên hệ trao đổi phương pháp học tập, thường xuyên kết nối liên lạc giữa giáo viên với phụ huynh học sinh trong quản lý hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập và phòng chống dịch bệnh tốt nhất. Vì cái đại dịch COVID-19 nên là cả thầy và trò đều gặp rất là khó khăn trong cái việc công việc dạy và học. Giáo viên chúng tôi cũng quyết tâm rất cao và luôn kết nối với các em học sinh, với phụ huynh học sinh để đem đến cái sự học tập tốt nhất cho các em. Tôi cũng rất là yên tâm khi gửi con vào trường. Chắc chắn là đây là một cái địa chỉ rất là đáng tin cậy để bố mẹ gửi gắm các con sau này. Quá trình học online thì mặc dù là diễn ra khá là dài, tuy nhiên thì giữa gia đình, nhà trường, rồi thầy cô chủ nhiệm kết nối rất là chặt chẽ, hàng tuần thậm chí là hàng ngày chúng tôi đều nhận được những cái thông tin từ phía nhà trường, rồi là giáo viên chủ nhiệm liên quan đến nội dung học tập cũng như các hoạt động của con mình. Từ khi học sinh được học tập trung trở lại, nhà trường đã lựa chọn hình thức nội dung dạy học phù hợp với từng lớp, linh hoạt giữa các hình thức dạy học trực tiếp, dạy học trực tuyến, tổ chức ôn tập củng cố, bổ sung kiến thức cho học sinh, tránh gây áp lực quá tải. Ngoài việc truyền dạy kiến thức, nhà trường còn thường xuyên quan tâm giáo dục thể chất, kỹ năng sống, thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, đảm bảo cho học sinh phát triển toàn diện. Là một bậc phụ huynh thì chúng tôi hoàn toàn yên tâm khi có con theo học tại
môi trường giáo dục này. Khi các con đến trường thì các con được rèn luyện, ngoài học về kiến thức thì các con được tham gia các hoạt động ngoại khóa, hoạt động tập thể. Và khi các con về nhà thì các con thấy rất là vui, tự tin hơn trong cuộc sống, trong giao tiếp và các công việc liên quan đến sự phát triển về kỹ năng. Năm học 2021-2022, nhà trường có 12 lớp học với trên 460 học sinh. Trường chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, các trang thiết bị hiện đại phục vụ dạy và học tốt nhất. Đồng thời, đội ngũ giáo viên có nhiều sáng kiến kinh nghiệm, đổi mới phương pháp dạy học, giúp học sinh phát huy tối đa khả năng tư duy sáng tạo, vận dụng kiến thức và học tập để đạt kết quả cao. Vì vậy, trong năm học vừa qua, nhà trường đã được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp. Gần 30 năm thành lập và phát triển, trường trung học cơ sở trọng điểm Lê Hữu Trác luôn là lá cờ đầu của giáo dục thị xã và của tỉnh. Năm học 2021-2022 là năm học có sự chuyển biến mạnh mẽ của tập thể sư phạm nhà trường. Với sự đồng lòng, quyết tâm biến khó khăn, thử thách thành động lực và thời cơ. Đặc biệt, nhà trường đẩy mạnh tạo khí thế thi đua sôi nổi, đã lôi cuốn được 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia. Do vậy, năm học 2021-2022, cùng với sự chỉ đạo tâm huyết của các cấp lãnh đạo thị xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo Mỹ Hào, sự đồng hành của các bậc phụ huynh học sinh, thầy và trò nhà trường đã đạt được kết quả vượt bậc. 10 em đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học cơ sở cấp tỉnh, trong đó có 3 giải nhất, 23 em được công nhận là học sinh giỏi cấp thị xã. Ngoài ra, thầy và trò nhà trường còn hăng say tham gia các kỳ thi trên mạng Internet nhằm tiếp cận với môi trường học tập và thi cử toàn cầu. Nhà trường đã đạt được 22 giải tại vòng thi cấp quốc gia, trong đó có 2 giải vàng, 6 giải bạc, 9 giải đồng, 5 giải khuyến khích và nhiều giải vàng, giải bạc, giải đồng cấp tỉnh, cấp thị xã. Tôi luôn luôn tự hào và tin tưởng vào đội ngũ các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh yêu trường, yêu lớp, vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, từng bước khẳng định vị thế của trường trên địa bàn thị xã Mỹ Hào nói riêng, của tỉnh Hưng Yên nói chung. Phát huy truyền thống gần 30 năm xây dựng và phát triển, trường trung học cơ sở trọng điểm Lê Hữu Trác tiếp tục đặt ra nhiệm vụ trọng tâm đổi mới quản lý, phương pháp dạy học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển tối đa khả năng tư duy sáng tạo của học sinh trong học tập, xây dựng nhà trường có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đồng bộ, môi trường giáo dục thuận tiện, xứng đáng là lá cờ đầu về chất lượng giáo dục, là nơi đặt trọn niềm tin của phụ huynh và học sinh trên địa bàn thị xã Mỹ Hào.